Ê, nói nghe nè, bà nghĩ sao bà đang tâm mà nhẫn tâm quá vậy hả? Mày chuyện gì? Để người ta leo cây cả đêm. Trời đất ơi, rồi cái cây đó nó gãy chưa? Để tối nay thay simi thiệt đẹp qua kiếm bà, để coi cái giải đánh vợ mở rộng. Đứng lại, đứng lại tụi tôi. Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, ngon chạy đi nha. Đứng lại, đứng lại. Ngu sao đứng? Trời ơi, ngược, áo là ngược, theo tôi đi. Vậy thì vợ chạy luôn đi nha. Trời ơi, tôi tức quá.